chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin trưa với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Hơn 2 tuần mở cổng đăng ký, giải chạy Run Tulip, chạy vì cuộc sống mùa 2 năm 2025 tính đến nay đã thu hút 4.500 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư ghi danh. Giải chạy bán marathon Run Tulip, chạy vì cuộc sống do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý Phát triển Đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức. Công bố thời điểm khởi tranh mùa 2 từ ngày 7 tháng 3 năm 2025 đến ngày 9 tháng 3 năm 2025, ngày chạy chính vào 9 tháng 3 tại Metropole Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến khoảng 10.000 vận động viên sẽ tham gia tranh tài tại Run Tulip mùa 2. Chính thức mở cổng đăng ký từ 19 giờ ngày 30 tháng 9, giải chạy Run Tulip mùa 2 nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Điều đó thể hiện rõ nét ở việc 4.500 vé đã được bán ra ở giai đoạn đầu mở bán. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, Run Tulip mùa 2 sẽ bước vào giai đoạn mở bán thứ 2 Early Bird từ ngày 16 tháng 10 đến 15 tháng 11. Ở giai đoạn này, các mức giá được áp dụng ở cự ly 5 km 619.000 đồng, 10 km là 849.000 đồng và 21 km là 1.900.000 đồng. Ngoài ra, tất cả các vận động viên tranh tài đều nhận được bộ dây skip bao gồm số báo danh, áo đấu, huy chương, các vật dụng hỗ trợ cho cuộc đua và quà tặng từ các nhà tài trợ. Mặc dù đây là gương mặt mới trong làng giải chạy bộ tại Việt Nam, thế nhưng Run Tulip được giới chuyên môn đánh giá cao ở công tác tổ chức, chuyên môn, hậu cần. Giải chạy được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên, góp phần tô điểm cho phong trào chạy bộ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Bởi lẽ, ngoài mục tiêu tạo nên một giải đấu quy mô, Run Tulip còn mong muốn tạo nên những giá trị đặc biệt cho cộng đồng, kéo các vận động viên xích lại gần hơn với các hoạt động thiện nguyện. Một phần doanh thu từ giải sẽ được hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh và sinh viên nghèo những suất học bổng, khích lệ họ đi về phía tương lai, đồng thời góp một phần tâm sức cho các vận động viên thể thao khuyết tật vững tin hơn trong cuộc sống. Run Tulip được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến thú vị, một chuyến trải nghiệm thực sự ý nghĩa. Cũng chính là cơ hội để những người tham gia thể hiện khát vọng chinh phục những cột mốc thành tích ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham dự, các vận động viên có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện tại trang https://runtulip.vn. Giá vàng nhẫn 4 số 9 trong nước sáng 17 tháng 10 tiếp tục tăng, phá đỉnh vừa lập hôm qua để thiết lập đỉnh mới. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn vượt 84 triệu đồng một lượng, cao nhất tiến sát mức 84,5 triệu đồng một lượng. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, vàng nhẫn 4 số 9 được công ty P&G báo giá ở mức 83,3 triệu đồng một lượng mua vào và 84,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 150.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm qua. Công ty SGC giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 82,9 triệu đồng một lượng mua vào và 84,2 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 83,33 triệu đồng một lượng mua vào và 84,33 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, giá vàng miếng SGC được các công ty SGC, P&G và tập đoàn Doji giữ giá niêm yết ở mức 84 triệu đồng một lượng mua vào và 86 triệu đồng một lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua. Giá bán vàng SGC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank vẫn ở mức 86 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng nhẫn 4 số 9 đã chính thức xác lập đỉnh mới ở mức 84,33 triệu đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 16 tháng 10 lên 2.674,2 USD một ounce, tăng 12,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 17 tháng 10 giờ Việt Nam tiếp tục lên 2.684,2 USD một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 4,7 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 3,03 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới áp sát mức giá kỷ lục trong bối cảnh thị trường dự đoán các ngân hàng trung ương lớn hạ lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Các chiến lược gia trong lĩnh vực tài chính dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất 25 điểm phần trăm vào tháng 11 năm 2024 đang được củng cố. Dữ liệu lạm phát yếu hơn tại châu Âu và Anh đã làm gia tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn. Dự đoán này khiến lợi suất trái phiếu giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng. Liên quan vụ nổ nồi hấp khiến 5 căn nhà sập, bé gái 10 tuổi bị thương như báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, đoàn lãnh đạo huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường vụ nổ để nắm tình hình. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan chức năng điều tra,
xử lý vụ việc, có phương án hỗ trợ, khắc phục thiệt hại đối với các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng, để người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Ngoài ra, đoàn cũng tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bé A, 10 tuổi, bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, chiều 15 tháng 10, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở sản xuất trầm hương ở ấp 7, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Vụ việc khiến bé gái A, 10 tuổi, bị thương và 5 nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng, sập tường, sập la phông, cửa nhà bị bể kính, hư hỏng xe máy. Công an xác định nơi xảy ra vụ nổ là cơ sở sản xuất trầm của công ty trách nhiệm hữu hạn Trầm Hương Quốc Bảo do ông H, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Quảng Nam, làm giám đốc. Sự cố nổ nồi hấp tinh dầu trầm làm cháy hệ thống dây dẫn điện và gây ảnh hưởng đến cấu kiện tường của căn nhà. Ngày 16 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn có buổi thị sát tình hình thi công dự án nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Báo cáo với đoàn, ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết do thời tiết bất lợi, thường xuyên có mưa lớn kéo dài, do đó tiến độ thi công dự án bị chậm. Đến nay, nhà thầu mới thi công xong phần nền đường. Theo kế hoạch, phần nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành. Sau khi khảo sát thực tế, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn chỉ đạo các nhà thầu tăng thêm các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công việc còn lại, phấn đấu đưa vào khai thác để đồng bộ với đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, nhằm chia tải cho tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đang quá tải. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, đi qua tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng. Hiện đoạn từ nút giao với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đến quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, dài 3,1 km đã cơ bản hoàn thành. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã có văn bản đề xuất đưa vào khai thác đoạn này trong tháng 11 năm 2024. Tuy nhiên, hiện còn 300 m đoạn đường nối từ đường cao tốc Bến Lức Long Thành lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc nút giao vành đai 3 qua Long An vẫn chưa hoàn thành và đang được đẩy nhanh thi công để kết nối. Ngày 17 tháng 10, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm Đặng Quang Vinh, sinh năm 1975, quê ở Thừa Thiên Huế, trú quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, là trưởng bộ phận thu hồi nợ của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Quang Trung để điều tra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 7 năm 2021, bà T có hai khoản nợ của thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần nên đến chi nhánh Quang Trung, số 2B đường Quang Trung, phường 3, quận Gò Vấp làm việc với Vinh, nhằm chốt lại số nợ là 435 triệu đồng. Qua nói chuyện, Vinh nói bà T phải nộp vào tài khoản trung gian của ngân hàng, đóng tiền hai đợt thì mới cắt lãi, giảm nợ được. Sau khi lập biên bản làm việc xác nhận bà T đóng tiền đợt 1 là 145 triệu đồng, thì Vinh dẫn bà T đến trụ ATM trước chi nhánh, hướng dẫn nộp trực tiếp vào trụ ATM. Sau đó, Vinh hạch toán 100 triệu đồng để thanh toán nợ cho ngân hàng, còn 45 triệu đồng bị Vinh chiếm đoạt. Sau đó, bà T chuyển 60 triệu đồng cho Vinh. Vinh không hạch toán cho bà T khiến bà này không thể hoàn tất nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Hiện nay, ngân hàng đã chuyển tiếp phần nợ còn lại của bà T sang nợ xấu. Qua điều tra, Vinh lợi dụng vị trí là trưởng bộ phận thu hồi nợ của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Quang Trung để yêu cầu bà T chuyển 205 triệu đồng vào tài khoản của Vinh. Sau khi bà T đã nộp tiền, Vinh sử dụng số tiền trên. Công an xác định hành vi của Vinh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tuy nhiên, Vinh đã rời khỏi địa phương.